Cạp được nổi không? Nổi hả à, tới ba cạp trời à, ơi ngồi lên đó luôn hả? Hả à, ngồi lên trái dừa. Trời ơi à, để ba cạp cho hai đứa uống nhá. Đừng có tiếp thôi đây con. Đứng đây ngồi. Ngồi chị bé à, ngồi đó đi. Để ba cạp nha. Đây. Rồi. À, nhìn chưa? Nhìn chưa? Hai, ba đây nhìn bên này, nhìn bên này. Này, ba. À, cho con này. Cạp nói không? Không có cạp kìa. Này ba đón nè. Hai nè, hai ba. Cô tiếp sợ à? Từ từ. Nào cũng có phần hết, cứ bình tĩnh. Tiến ngồi đây, tiến qua đây ngồi, tiến qua đây ngồi, qua đây lại, giỏi. Này có cô Tiết, này có chị bé này. Ngồi lắm. Chị bé không uống à? Ngon không? Hả? Ngon không? Không quen uống à? Không quen uống nước dừa. Để cho con ăn. Chị bé không phá nè, chị bé lên vô đây ngồi nè. Chị bé. Ừ. Này, nhìn này. Này. Nhìn này. Ừ. Chị bé dưới đây, chị bé dưới đây nhìn này. Chị bé ngồi dưới đây. Nhìn này. Ừ. Ngon chưa? Ngon chưa? Chưa. Ừ, ngon chưa? Tết này, thế này không?